Xin chào các bạn. Clip ngày hôm nay thì 365 Audio xin giới thiệu đến các bạn về những chiếc tai nghe Sony. Nhưng đây là những chiếc tai nghe Sony đã qua sử dụng và được chọn lọc rất là kỹ càng trước khi nhập về Việt Nam. Về nguồn gốc xuất xứ của những chiếc tai nghe này thì nó là hàng sách tay từ Mỹ và đã qua sử dụng. Tuy nhiên thì cái hình thức của nó vẫn còn mới, rất là mới. Độ mới thì mình đánh giá 98-99%. Về tên của nó là Sony SP600N. Về cái dòng sản phẩm này thì được sản xuất tại Malaysia. Đây, ở phía trên tai nghe, ở phía bên trái thì ghi là cái mã của sản phẩm WI SP600N. Phía bên phải sẽ có ghi một từ Malaysia. Và ở phía dưới có ghi ký hiệu trái phải. Tai nghe này độ hoàn thiện rất là cao. Từ cái phần, nói chung là mình không tìm thấy một cái chi tiết nhựa thừa hoặc là cái tính thủ công rẻ tiền nào trên tai nghe này cả. Độ hoàn thiện rất là tốt. Từ cái phần phía dây của tai nghe này rất là cao cấp. Cái phần dây này thì giúp chúng ta chơi thể thao hoặc là hoạt động mạnh rất là khó đứt. Đây là một cái sợi dây cao cấp của Sony. Đây là phần điều khiển của tai nghe. Thì chúng ta có phím tăng giảm âm lượng này. Đây là phím nguồn cũng như là phím đàm thoại. Tai nghe được trang bị công nghệ noise cancelling, một công nghệ chống ồn chủ động độc quyền của Sony, giúp chúng ta có thể chơi những bản nhạc EDM rất là phê và chơi trọn vẹn những bài nhạc mà không bị những tiếng ồn xung quanh làm phiền. Đây là một công nghệ nó chỉ được trang bị trên những tai nghe cao cấp của Sony. Tai nghe này thì cũng có cái công nghệ NFC giao tiếp một chạm. Tai nghe thì được trang bị một cái thời lượng pin 6 tiếng, thời gian sạc khoảng 1 tiếng, giúp chúng ta chơi thể thao trong một thời gian khoảng độ tầm liên tục được 6 tiếng. Mỗi ngày mà chơi được khoảng, mỗi ngày chúng ta đi chơi thể thao khoảng 2 tiếng thì chúng ta có thể sử dụng được khoảng 2 đến 3 hôm. Tai nghe thì có được cái trang bị cái công nghệ chống nước IPX4. Đây, có thể chống được tia nước hoặc là đi mưa. Chiếc tai nghe Sony SP600N này thì được Sony trang bị một cái app ở trên App Store, chúng ta có thể download về, tên nó là Headphone Connect. Thì để kết nối cái headphone này với cả tai nghe thì khi mà chúng ta ghép nối Bluetooth với tai nghe thì cái app này nó sẽ tự nhận diện được tai nghe đó, và khi mà mở app lên thì chúng ta sẽ có giao diện như thế này. Đây, như quý vị các bạn có thể thấy, chúng ta có thể tùy chỉnh các cái cài đặt equalizer này. Đây, tôi chọn nha. Equalizer chúng ta, đây là chế độ, mình xin lỗi nha, ở phía trước này, các cái chế độ noise cancelling này, là chế độ nghe giọng nói bên ngoài, và chế độ nghe cái âm thanh từ môi trường bên ngoài như tiếng xe cộ này, đây có 3 chế độ đó. Còn ở phía dưới là các cái equalizer này, chúng ta sẽ có cái rất nhiều equalizer tùy chỉnh, đây có thể họp hoặc là chọn các cái chế độ nghe nhạc khác nhau, đây phù hợp với cả cái gu nhạc của chúng ta. Đây, còn cái chế độ bass boost này rất là hay này. Đó, hoặc là chúng ta không thích có thể tắt nó đi. Vậy thôi. Khi các bạn sử dụng tai nghe thì các bạn có thể download cái app này về và trải nghiệm. Ngoài ra, khi quý vị và các bạn mua hàng tại cửa hàng thì sẽ được 365 Audio tặng kèm cho quý vị và các bạn một chiếc hộp đựng để giúp cho cái việc bảo quản tai nghe nó trở nên tốt hơn. Khi sử dụng xong thì chúng ta quấn gọn tai nghe lại để trong một chiếc hộp như vậy. Và đây là phụ kiện của tai nghe, chúng ta sẽ có 3 cái đôi núm tai theo các size thay thế khác nhau. Còn đây là chiếc ear hook để giúp cho cái việc bám vào tai nó trở nên tốt hơn, giúp khi chúng ta chơi thể thao nó không bị rớt ra ngoài. Đây là cáp sạc. Chiếc tai nghe đựng trong một chiếc hộp rất là ok. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu quý vị và các bạn đã quan tâm tới sản phẩm này thì hãy liên hệ với 365 Audio để chúng tôi sẽ dành cho quý vị và các bạn cái mức giá ưu đãi nhất. Xin cảm ơn đã theo dõi video.